Ok, chú ý cái bước di chuyển đó nha. Lại nè. Đó, đó là một bước. Nó lặp lại. Nó lặp lại luôn. Rồi, giờ ráp vô cái câu nè. Sau khi mà lấy được bước di chuyển xong rồi, nắm được cái scale, cái này son trưởng. Rồi ráp nốt vô, ráp mấy cái sếp vô. Son trưởng mì thứ. Mì thứ. Ráp vô hết xong rồi cái nó tạo ra cái câu thôi. Thank you.